Vị trí lô đất cách biển Hồ Tràm chừng 9 km, diện tích là ngang 16, dài 46 m, có 50 m2 đất thổ cư thuộc xã Phước Thuận, giá chỉ có 360 triệu trên 1 m ngang. Mến chào tất cả các anh chị, rất vui các chị đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Quang Linh. Hiện tại đang có mặt tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Từ vị trí này, cách đường Xuyên Phước Cơ là 300 m và cách biển Hồ Tràm là 9 km. Tại vị trí này, em sẽ giới thiệu cho anh chị một lô đất rất thích hợp cho anh chị làm nhà vườn hoặc đầu tư. Có diện tích là ngang 16, dài 46 m, có 50 m2 đất thổ cư và giá chính chủ ký gửi chỉ 360 triệu trong 1 m ngang. Lô đất này quy hoạch đất ở tại đô thị các chị. Giá tiền nguyên lô là 5 tỷ 760 triệu. Giá này còn thương lượng với chính chủ. Anh chị có thể quan sát trên màn hình gần vị trí lô đất, nhà cửa xây dựng rất là nhiều. Anh chị có thể hình dung vị trí của lô đất trên bản đồ vệ tinh. Ở khu vực này, nhà cửa ở sáng sát các chị. Cách đường Xuyên Phước Cơ chỉ 330 m. Và vị trí của lô đất rất là gần biển Hồ Tràm. Và bây giờ em sẽ đo khoảng cách từ vị trí đất đến biển Hồ Tràm cho các chị xem. Hiện tại Bất Động Sản Quang Linh đang nhận ký gửi nhà đất tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Các chị có nhà đất cần bán vui lòng gửi thông tin để em có thể đến đất, quay video và gửi đến khách hàng một cách nhanh chóng và chính xác nhất nhé. Từ vị trí đất cách biển Hồ Tràm là 9 km. Và vị trí đất rất gần với trung tâm của thị trấn Quốc Bửu. Cách quốc lộ 55 chỉ 800 m, cách vòng xoay Ba Tô, thị trấn Phước Bửu chỉ 1,6 km. Và đây là sổ hồng riêng của lô đất. Đất chúng ta có hướng Tây Nam. Diện tích công nhận trên sổ là 726 m2, trong đó đất ở là 50 m2, còn lại là cây lâu năm. Quanh vị trí lô đất, chủ đã xây ránh gạch rất rõ ràng các chị. Anh chị xem video, thuê lô đất thuộc xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, phù hợp với nhu cầu đầu tư và an cư lập nghiệp. Các chị gọi ngay cho Bất Động Sản Quang Linh theo số điện thoại quen thuộc 0986 606 314. Em xin cảm ơn. Bất Động Sản Quang Linh nhận ký gửi nhà đất tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Các chị có nhà đất cần bán, vui lòng gửi sổ, giá, vị trí về số Zalo Bất Động Sản Quang Linh. Em xin dừng video này tại đây. Hẹn chị các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị.